Hyun Bin, Son Ye-jin không đeo nhẫn cưới sau hôn lễ nhưng lại dùng tín vật này để thay thế. Nhất cử nhất động của đôi vợ chồng quyền lực Hyun Bin, Son Ye-jin sau đám cưới luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Chiều 11 tháng 4 vừa qua, cặp vợ chồng Son Ye-jin, Hyun Bin đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc để lên đường sang Mỹ tận hưởng tuần trăng mật. Được biết, cặp đôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Los Angeles, Mỹ, địa điểm đầu tiên hai người bị bắt gặp hẹn hò chung tại siêu thị. Tiếp đó, cả hai sẽ đi một số nước khác, nhưng hiện thông tin vẫn được giữ bí mật. Đáng chú ý, mọi người đều thắc mắc về chuyện cặp vợ chồng đình đám này không hề đeo nhẫn cưới sau hôn lễ. Điều này khá lạ, bởi các cặp vợ chồng nghệ sĩ khác đều đeo nhẫn cưới khi xuất hiện sau hôn lễ. Nhiều người hâm mộ cho rằng đó là do quan điểm của mỗi cặp vợ chồng. Bản thân Hyun Bin cũng không hề đeo nhẫn cưới ngay cả trong đám cưới. Thế nhưng cư dân mạng để ý thấy dù không đeo nhẫn cưới nhưng cặp vợ chồng đình đám này đã sử dụng tín vật khác thay thế. Nhiều người tinh ý phát hiện hai vợ chồng có đeo chung một mẫu vòng đôi giống hệt nhau ở cổ tay bên trái. Ngoài ra, netizen xứ Trung cũng phát hiện ra việc Son Ye-jin có đeo chiếc vòng cổ màu vàng. Chiếc vòng này nằm trong bộ sưu tập của một thương hiệu do Hyun Bin làm đại diện gần đây. Bộ sưu tập này cũng mang tên Hyun Bin. Sáng sớm ngày 12 tháng 4 giờ Việt Nam, vợ chồng Son Ye-jin, Hyun Bin đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. Ngay khi vừa xuống máy bay, một lượng lớn người hâm mộ đã chờ ở sảnh và cổng sân bay để được nhìn thấy thần tượng tận mắt. Do chuyến đi hưởng tuần trăng mật này không có quản lý theo cùng, nên mọi việc Hyun Bin và Son Ye-jin đều phải tự làm hết. Cả hai tự đẩy xe hành lý to đùng từ cửa ra tới bên ngoài sân bay. Công chúng cũng chú ý tới, trong chuyến đi lần này, hai vợ chồng có đem theo đồ chơi golf. Đây là môn thể thao được Hyun Bin và Son Ye-jin yêu thích. Cả hai thường xuyên tới sân golf chơi cũng như tiện thể hẹn hò. Qua những khoảnh khắc được ghi lại, Hyun Bin liên tục có hành động chăm vợ. Nam tài tử kéo tay vợ vào bên đường vì sợ ô tô đi lại. Trong khi đó, Son Ye-jin cũng liên tục bám tay ông xã không rời. Hai vợ chồng vừa ra tới cửa sân bay đã được người hâm mộ chờ đón. Được biết, sau tuần trăng mật, Hyun Bin và Son Ye-jin sẽ chuyển về sống tại căn penthouse ở Acheon-guri, tỉnh Gyeonggi. Đây là căn nhà được Hyun Bin mua vào năm 2021 với giá lên tới 4,8 tỷ won, 98,9 tỷ đồng. Có thể thấy, nam tài tử đầu tư số tiền không hề nhỏ để rước nàng về dinh. Được biết, căn hộ này nằm trên tầng 4 một khu biệt thự cao cấp, có diện tích 242,45m². Hàng xóm tầng dưới của Hyun Bin chính là nữ diễn viên Oh Yeon-seul. Son Ye-jin từng bày tỏ rất thích những nơi có không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên, và căn hộ tại đây hoàn toàn giống với ý thích của nữ diễn viên. Các phòng trong nhà đều được thiết kế theo phong cách đơn giản hiện đại, lấy màu trắng làm chủ đạo. Ngoài ra, nơi đây cũng được thiết kế rất nhiều cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác trong lành nhẹ nhàng và sáng sủa. Rất nhiều người thích thú với nội thất và màu sắc tại căn bếp nhà Hyun Bin. Sự trang nhã sang trọng của căn phòng này cho thấy gu thẩm mỹ ấn tượng của anh chàng. Hyun Bin và Son Ye-jin công khai hẹn hò từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 bởi Ditbass. Sự đám cưới của cặp đôi này đã diễn ra riêng tư vào ngày 31 tháng 3 tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, quận Gwangjin, Seoul. Nơi đây từng được nhiều người nổi tiếng như Bae Jam-sun và Park Soo-jin, Kim Hee-sun, Simon Ha lựa chọn là địa điểm diễn ra ngày trọng đại. Đám cưới của cặp đôi quy tụ dàn khách mời đình đám toàn sao hạng A của KBIS như Cha Nam-kun, Kim Hee-sun, Yuna, Ha Ji-won.